Bây giờ chúng ta sẽ đến phần cấu hình của chiếc điện thoại Meta 1 của Vitu chính hãng này. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần cài đặt trên điện thoại. Sau đó chúng ta tìm đến phần giới thiệu về điện thoại, thì ở đây sẽ có thông tin tên thiết bị là Meta Vitu và kiểu máy phiên bản Android 12. Ở đây có thông tin ROM, tổng số ROM là 512GB và dung lượng RAM là 12GB. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm đến xem bộ nhớ dung lượng của máy là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ vào phần quản lý file. Chúng ta thử gõ chữ file, thì ở đây sẽ hiện ra chỗ là quản lý file. Chúng ta bấm vào sẽ thấy được là bộ nhớ này là 512GB, đủ cho chúng ta chụp hình quay phim. Với công nghệ hiện nay thì chúng ta dùng lưu trữ đám mây hết. Vì vậy bộ nhớ 512GB thì dư sức cho chúng ta chụp hình quay phim và đồng bộ lên đám mây. Bây giờ test đến chụp hình. Chụp hình thì Kỳ Lăng sẽ tháo bao tay ra để cho dễ thao tác. Chụp chiếc nhẫn Kỳ Lăng đang đeo đi. Ở trên giao diện của ứng dụng camera mặc định của điện thoại Vitu Meta 1 này thì sẽ có rất nhiều chức năng. Ví dụ như là chức năng Pro chụp ảnh chuyên nghiệp, dành cho dân chuyên nghiệp, máy ảnh gia đình, đường phố, ảnh video, có chế độ chụp chân dung và có các khẩu độ cho chúng ta lựa chọn khi chụp. Và đây là kết quả sau khi Kỳ Lăng đã chụp. Zoom lên chúng ta sẽ thấy được cũng tương đối nét, tương đối rõ. Và như vậy là video clip Kỳ Lăng giới thiệu về những chiếc điện thoại Meta 1 với những phiên bản khác nhau và những bao da do Kỳ Lăng thiết kế và để đi kèm phù hợp với chiếc điện thoại Meta 1 chính hãng Vitu này. Đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng xin trân trọng, vô cùng biết ơn, cảm ơn đến tất cả quý khách đã ủng hộ, quan tâm đến Kỳ Lăng và đã đồng hành cùng Kỳ Lăng trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa Kỳ Lăng xin kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lăng Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.